quý vị và các bạn, thời gian qua, tình trạng trẻ vị thành niên, học sinh hút thuốc lá điện tử đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tình trạng mua bán sử dụng thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên, học sinh diễn ra đáng báo động. Để ngăn ngừa tác hại và những hệ lụy của thuốc lá điện tử, thành phố Tam Kỳ chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền và đã mang lại những hiệu quả hết sức thiết thực. Trong đó, cuộc thi viết với chủ đề Phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử được tổ chức ở 10 trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Đây là cuộc thi có sức lan tỏa lớn, mang tính chất đổi mới trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố. Chúng tôi có phóng sự phản ánh sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hiện nay, tại thành phố Tam Kỳ, không khó để chúng ta bắt gặp hình ảnh các em học sinh mặc áo đồng phục, uống nước và hút thuốc lá điện tử tại các quán cà phê giải khát gần trường học. Riêng việc sử dụng thuốc lá điện tử, nhiều học sinh có suy nghĩ lệch lạc là để thể hiện sự sành điệu, theo kịp trend giới trẻ. Theo quy luật có cầu ắt có cung, tình trạng mua bán trái phép thuốc lá điện tử cũng theo cung của giới trẻ mà diễn ra khá sôi động. Liên tục trong thời gian qua, lực lượng công an thành phố Tam Kỳ đã bắt xử lý nhiều đối tượng mua bán thuốc lá điện tử không có hóa đơn chứng từ theo quy định. Việc mua bán cũng diễn ra rất nhanh chóng, dễ dàng qua mạng xã hội. Trước thực trạng trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử. Bài viết thể hiện dưới dạng một bức thư gửi bạn bè người thân trên cơ sở vận dụng hiểu biết về thuốc lá điện tử, tác hại của thuốc lá điện tử, kiến thức pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá và thực tế những vụ việc ngộ độc thuốc lá điện tử đã xảy ra. Trong công tác chấm chọn, ngoài thành viên của phòng tư pháp và phòng giáo dục đào tạo thành phố, ban tổ chức cuộc thi cũng đã mời hội viên của Hội Văn học nghệ thuật thành phố Tam Kỳ tham gia thành viên ban giám khảo. Điều đó không chỉ để công tác chấm chọn đảm bảo tính chất khách quan, công bằng, mà còn phù hợp với thể thức của bài dự thi, đòi hỏi phải có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa cảm xúc của một bức thư và thông điệp từ những câu chuyện pháp luật liên quan đến phòng chống thuốc lá điện tử. Là thành viên của ban giám khảo cuộc thi lần này thì tôi nhận thấy bài thi của các em rất là chất lượng. Các em đã có cái sự đầu tư về bài viết, trình bày đẹp, minh họa rất là sinh động. Bên cạnh đó thì các em đã có chuyển tải được cái kiến thức pháp luật, lồng ghép được vào trong cái bài dự thi của mình. Và có một điều đặc biệt nữa là các em khối 6, 7 đã rất là mạnh dạn tham gia. Các bài thi của các em rất chất lượng và cái chất lượng vượt ngoài mong đợi của ban tổ chức. Là một trong những học sinh nhỏ tuổi nhất tham gia cuộc thi, nhưng em Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, lớp 6/5, trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng, đã rất hăng hái và tích cực tham gia. Khi ở lớp học, em đã tranh thủ sự hướng dẫn của giáo viên dạy môn ngữ văn, chăm chú lắng nghe các bài giảng. Bức thư ấy đã chuyển tải được rất nhiều thông điệp về những hệ lụy mà thuốc lá điện tử đem lại. Kết quả từ sự tìm tòi chịu khó, em đã đạt giải nhì dành cho học sinh khối 6 toàn thành phố, một kết quả rất đáng khích lệ. Cuộc thi tìm hiểu phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử giúp cho em trao dồi kiến thức, tìm hiểu kỹ hơn về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, giúp em có thể nhớ là hơn những thông tin kiến thức bổ ích về tác hại của việc hút thuốc lá. Theo em, thành công của cuộc thi không chỉ dừng lại ở những phần quà trao thưởng mà ý nghĩa hơn là góp phần nâng cao nhận thức của học sinh chúng em về tác hại của thuốc lá. Việc thực thi của luật phòng chống tác hại của thuốc lá để xây dựng môi trường không khói thuốc lá. Từ đó, nâng cao nhận biết hành vi và ý thức trách nhiệm của học sinh trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá tới cộng đồng và toàn xã hội. Còn đối với em Bùi Lê Gia Hân, hiện đang học tại trường trung học cơ sở Nguyễn Du, là học sinh đạt giải nhất dành cho học sinh khối 9 toàn thành phố, thì cuộc thi này thật sự có ý nghĩa đối với lứa tuổi học sinh. Bức thư mà Hân gửi cho người bạn của mình về cách nhìn nhận và suy nghĩ về vấn nạn thuốc lá hiện nay. Không quá nhiều thông điệp, không quá nhiều điều khoản pháp luật. Những gì mà Gia Hân lồng ghép vào bức thư là khá vừa vặn, đủ ý, đủ cảm xúc và tinh tế để người đọc, người nghe phải nhìn nhận và suy nghĩ về tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử của giới trẻ hiện nay.
Theo em, cuộc thi viết về chủ đề phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử là một cơ hội tuyệt vời để các bạn học sinh có thể nói lên tiếng lòng của mình. Trong quá trình tìm hiểu để viết bài dự thi, các bạn học sinh sẽ được thâm nhập những kiến thức pháp luật cũng như tiếp cận các vấn đề xoay quanh thuốc lá điện tử, từ đó nâng cao nhận thức để có thể chủ động phòng tránh và bảo vệ những người thân yêu không sa vào cái bẫy của thuốc lá điện tử. Bên cạnh đó, cuộc thi còn giúp chúng em trau dồi kỹ năng viết, một kỹ năng vô cùng quan trọng và cần thiết không chỉ trong quá trình học tập mà còn trong suốt cả cuộc đời sau này. Em cũng xin được chia sẻ thêm rằng em khá bất ngờ khi nhận được thông báo rằng mình đạt giải. Ban đầu, em tham gia cuộc thi vì ấn tượng với chủ đề đưa ra và em mong muốn thông qua bức thư của mình có thể gửi đến thông điệp cho mọi người. Bài làm của em có sự tham khảo tư liệu từ các trang thời sự kết hợp với quan sát thực tế để có thể đưa ra dẫn chứng có tính thuyết phục cao, gắn liền với người thật, việc thật trong nhà trường và địa phương. Em nghĩ rằng điều quan trọng nhất vẫn là cảm xúc chân thành, bởi những cảm hứng đặc biệt với chủ đề đang viết sẽ thôi thúc chúng em đầu tư thời gian và công sức cho bài làm đạt chất lượng tốt nhất. Nhờ công tác phối hợp triển khai rộng rãi đến tất cả các em học sinh, nên số lượng tham gia dự thi của các trường trên địa bàn thành phố khá đông. Với hơn 6.000 bài viết, số lượng tăng gấp 3 lần so với cuộc thi năm 2022. Một số trường có số lượng học sinh tham gia gần 100%, như trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, Lý Tự Trọng. Các em rất hào hứng vì chủ đề lần này thật sự rất ý nghĩa và cần thiết đối với lứa tuổi học sinh. Nhà trường đã phát động cuộc thi đến học sinh toàn trường. Giáo viên chủ nhiệm các lớp cũng rất là tích cực hướng dẫn, rồi hỗ trợ và đặc biệt là động viên các em học sinh tham gia. Chính vì vậy cho nên kết quả cuộc thi thì có 2030 bài dự thi, chiếm tỷ lệ 99,97%. Nhiều bài dự thi có đầu tư, có chất lượng và được ban tổ chức cuộc thi cấp thành phố đánh giá rất cao. Nhà trường được cái giải nhất về tập thể và được 9 trên 16 giải cá nhân. Điều này cũng thể hiện được cái sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường, sự và hỗ trợ rất là tích cực của giáo viên chủ nhiệm, các bậc phụ huynh và đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình rất đón hoan nghênh của các em học sinh. Qua đây thì nhà trường cũng nhìn nhận thấy vấn đề rằng cuộc thi viết về chủ đề phòng chống tác hại thuốc lá điện tử đã giúp cho các em học sinh nâng cao cái nhận thức của mình về việc phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử. Sau khi nhận được kế hoạch liên tịch của phòng tư pháp và phòng giáo dục đào tạo thành phố Tam Kỳ triển khai về cuộc thi tìm hiểu tác hại của thuốc lá điện tử, thì lãnh đạo nhà trường cũng đã triển khai cái nội dung trên đến toàn thể hội đồng sư phạm và đến toàn thể học sinh trong nhà trường, và cũng đã chỉ đạo liên đội và giáo viên chủ nhiệm phổ biến đến toàn thể học sinh, hướng dẫn và nhắc nhở động viên các em tham gia viết bài. Cuộc thi này nó có ý nghĩa rất là to lớn, làm cho cái nhận thức của học sinh hiểu rõ hơn về tác hại của thuốc lá điện tử, để từ đó là các em sẽ có những cái biện mà có những cái kỹ năng mà phòng tránh trước những cái cám dỗ của thuốc lá điện tử. Là cuộc thi viết với chủ đề khá nóng hiện nay, đối tượng mà cuộc thi hướng tới là học sinh khối trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Đây là đối tượng mà ở lứa tuổi của các em, việc sử dụng thuốc lá điện tử đang ở mức báo động. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Tam Kỳ đã chuẩn bị các nội dung thiết thực để cuộc thi thực sự là một kênh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật có sức lan tỏa và đem lại hiệu quả cao. Thì hiện nay thì cái vấn nạn thuốc lá điện tử đối với thế hệ trẻ nói chung, đặc biệt là đối với độ tuổi học sinh trong cơ sở, thì một vấn nạn thì đang được toàn xã hội rất là lo lắng. Thì đối với học sinh Tam Kỳ thì trong nhiều diễn đàn thì các em đều quan tâm vấn đề này. Chính vì vậy cho nên là ngay từ đầu năm học thì phòng giáo dục đào tạo cũng chủ động là đề xuất và phối hợp với phòng tư pháp là tổ chức cái cuộc thi viết với chủ đề là phòng chống tác hại thuốc lá điện tử. Thì với hình thức là nó không cứng nhắc như một bài văn, một bài nghị luận, mà đây là một bức thư gửi cho người thân để các em chia sẻ tâm tư rồi tìm hiểu cái kiến thức của mình về thuốc lá điện tử. Thì với mong muốn rằng là lan tỏa cái sự hiểu biết về tác hại
của thuốc lá điện tử đối với cuộc sống, đối với sức khỏe, đối với công việc học tập và đối với tương lai của thế hệ trẻ. Thì cuộc thi lần này thì được đánh giá là khá thành công. Với toàn thành phố thì tỷ lệ cũng gần 70% học sinh tham gia. Đặc biệt có những trường như là trường Nguyễn Du ấy, là gần 100% học sinh đều tham gia. Qua cuộc thi thì cũng được phụ huynh và học sinh là hưởng ứng rất tích cực và được toàn xã hội đánh giá cao. Qua cái cuộc thi này đã tạo cái sức lan tỏa rất lớn, đặc biệt là đem lại cái ý nghĩa quan trọng cho các em học sinh ở cái tuổi trung học cơ sở. Qua đó thì sẽ giúp các em một số kỹ năng quan trọng, chẳng hạn như kỹ năng về tự học hỏi, tìm hiểu về pháp luật, rồi kỹ năng viết, kỹ năng phân tích vấn đề. Đồng thời qua cuộc thi là cũng giúp cho các em học sinh nâng cao được kiến thức pháp luật, cũng như nhận biết, nhận diện các vấn đề trong thực tiễn, mà nhất là vấn đề tác hại của thuốc lá điện tử. Chúng tôi cũng mong muốn qua cuộc thi này là góp phần để giúp cho những công dân tương lai cái ý thức pháp luật cũng như tinh thần thượng tôn pháp luật. Với 4 tập thể và 16 cá nhân đã đạt giải, cuộc thi là dịp tốt để giúp cho các em học sinh nâng cao kiến thức pháp luật, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật cũng như nhận thức được vai trò tầm quan trọng của pháp luật. Cuộc thi này cũng là cơ hội tốt để giúp các thí sinh dự thi nâng cao kỹ năng viết, kỹ năng nhìn nhận vấn đề, đặc biệt là nhìn nhận và nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá điện tử từ những vụ việc thực tế trong cuộc sống.